Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay cái đang cần ở nhà nó chỗ nè các bạn. Quá trời bông nó thơm luôn. Thì lan gừng rất là dễ trồng nha các bạn. Nó đủ nhiệt độ, đủ độ ẩm thì nó sẽ ra hoa nhiều các bạn. Hết hồn ra bông luôn. Cái thì ốc nổi luôn ạ. Đặc biệt thì cái bông của nó rất là thơm. Nó rất là thơm nha các bạn. Hết hồn luôn. Đợt này chỗ nhiều nhất luôn á. Cực kỳ luôn. Cái loại bông này thì nó chỗ nó rất là mau tàn nha các bạn. Hết hồn luôn, quá chỗ này quá tài đồng, quá tài nhiều bông luôn. Này bông một cái thì trắng luôn, nhìn xa xa là trắng luôn. Loại này rất là thơm và nó rất là gan luôn á. Mấy đợt trước mình bỏ của đăng lóc ở ngoài nắng luôn, trực tiếp ánh nắng luôn cũng không sao đâu mà vẫn sống bình thường. Xin cảm ơn các bạn đã những chút thời gian xem video và ủng hộ anh nha. Ở video mình đến đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Quá trời đẹp luôn.